Nhìn từ xa thì như những khu biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, nhưng đến gần thì hoang tàn nhếch nhác, cỏ dại mọc ở khắp nơi. Đây là những căn biệt thự bị bỏ hoang nhiều năm qua, khiến người dân và du khách có cảm giác rợn người không dám lại gần khi đến tham quan ở bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dọc tuyến đường Hoàng Sa kéo dài từ bờ biển lên phía sườn núi ở bãi Nam, hiện có rất nhiều công trình biệt thự khu nghỉ dưỡng nhếch nhác do bị bỏ hoang từ nhiều năm qua. Trong đó, hoang tàn nhất là khu vực bãi Trèm với hàng loạt công trình đang xây dựng gian dở. Hiện nay, các khu nhà đã bị bỏ phế cho cây cối mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Những bức tường ở đây cũng trở thành nơi tập kết rác thải và viết vẽ bậy. Bên cạnh bãi Trèm, dọc tuyến đường lên bán đảo Sơn Trà cũng còn nhiều khu du lịch có tình trạng tương tự, thậm chí có khu chỉ xây mỗi cổng hoặc hàng rào rồi bỏ hoang suốt cả chục năm qua có khu vực chỉ trơ trọi khung nhà, nền móng đổ nát, tạo ra khung cảnh u ám khiến du khách phải trùng chân mỗi khi đi ngang qua. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, từ năm 2003 đến năm 2013, Đà Nẵng đã phê duyệt chấp thuận giao chủ đầu tư 18 dự án phát triển du lịch nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà với tổng diện tích hơn 1.220 ha. Trong tổng số 18 dự án được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt chấp thuận, có đến 9 dự án có một phần diện tích là rừng tự nhiên, tổng diện tích hơn 163 ha, nhưng chưa xác định trong phương án giao quản lý bảo vệ rừng. Hiện nay, công tác thực hiện kết luận thanh tra vẫn đang được ngành chức năng thành phố Đà Nẵng thực hiện. Điều này dẫn đến việc số phận các công trình vẫn phải tiếp tục chờ đợi. Bán đảo Sơn Trà, thuộc phương Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên khoảng 4.440 ha, Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố biển, là khu vực tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển và đô thị. Đây cũng là nơi có các yếu tố về bảo tồn tự nhiên, đa dạng sinh học và cảnh quan môi trường với hệ sinh thái đa dạng, phong phú.